Cây gỗ này rất lâu năm mà cho ra cái chất vân này cực kỳ đẹp mọi người nhé. Đây, quay thẳng vào thì camera này mọi người có thể thấy được cái con ốc này rất là đều luôn mọi người, rất là đều luôn. Đây một điểm mà các bác lưu ý xem này, kể cả cái phần sàn dưới này của bộ xương khỉ này là ván là cũng làm liền một tấm mọi người nhé. Đây, ván cũng liền một tấm và ván gỗ rất đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn. Đây, những cái vân gỗ sọc. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại là buổi sáng của những ngày đầu tháng 4 năm 2022. Đấy thì trong buổi sáng hôm nay thì bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám lại giới thiệu cho các bác là một bộ ghế trường kỷ gỗ lim. Cái bộ sản phẩm này thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là báo giá cho mọi người. Đấy, chi tiết về bộ ghế này. Đấy, trước tiên là camera sẽ quay tổng thể bộ ghế này cho mọi người xem nhé. Đây là tổng thành bộ ghế trường kỷ gỗ lim mọi người này. Thì bao gồm có 3 món. Đấy thì trước mặt tôi đây là hình ảnh một chiếc ghế dài. Thì mọi người có thấy toàn bộ đường vân của nó đây mọi người này. Đây, toàn bộ đường vân gỗ đây rất đẹp, rất là nổi quý vị nhé. Đây một tấm này là liền một tấm này, và kích thước của chiếc ghế này là có kích thước là ngang là dài 2m17 và phần sâu của nó là sâu 50 quý nhá. Đây là trường kỷ kích thước hàng đại. Đấy thì đi vào những cái đường nét chi tiết để tôi giới thiệu cho mọi người xem. Đây, camera quay sát ở đây đi quý vị xem này, toàn bộ phần tay ốc của nó là chúng tôi là đục tay liền. Đấy, một số cơ sở khác là sẽ đục cái này, làm cái này rời này, tiện rời sau đó gắn vào. Tuy nhiên sản phẩm của chúng tôi là đục liền mọi người ạ. Đấy, đục liền rất là đẹp, cũng như là đây quay thẳng vào thì camera này mọi có thể thấy được cái con ốc này rất là đều luôn mọi người, rất là đều luôn. Đấy, rất là đều luôn. Còn chất gỗ đây mọi người này. Đấy, mọi người xem chất gỗ này. À, chất gỗ rất đẹp và gỗ rất nạc mọi người nhé, gỗ rất nạc nhé, gỗ lim. Đấy, vân gỗ đây quá tuyệt vời luôn này mọi người này. Đấy thì phần vách này, ba vách này của chúng tôi là chạm là tứ quý tùng trúc cúc mai. Đấy thì ở giữa này là có điểm là sen cò. Đấy, ở giữa có điểm sen cò, còn bốn vách là chạm tứ quý tùng trúc cúc mai. Đấy, tiếp theo bên này là phần bàn. Đây, camera quay cho mọi người xem được. Đây, đẳng cấp nhất có nghĩa là của bộ ghế này có lẽ là cái phần vân gỗ này mọi người ạ. Đây, phần vân gỗ này mọi người này, liền một tấm mà gỗ rất là nục nạc luôn. Cây gỗ này rất lâu năm mà cho ra cái chất vân này cực kỳ đẹp mọi người nhé. Chất vân này cực kỳ đẹp luôn. Chiếc bàn này của chúng tôi, chiếc bàn này có kích thước là dài là 1m27, ngang là 57 và cao là 80 mọi người nhé. Cao 80 và có hai sàn. Đấy, tiếp theo thì chiếc ghế bên này thì về kiểu dáng là cũng tương tự như chiếc ghế bên kia, tương tự như chiếc ghế bên kia thôi mọi người ạ. Đấy, toàn bộ phần tay cuốn này, đấy là dày là 12 phân mọi người ạ. Phần chân này của chúng tôi là chân 11 chỉ nhé. Chân 11 chỉ thì là nó tính ra nó sẽ vào 6 phân rưỡi mọi người ạ. 6 phân rưỡi thì như 11 chỉ như này thì là rất là vừa vặn và nhìn nó cân xứng và rất là hợp lý. Đấy, còn toàn bộ phần dạ này, phần dạ này là được chạm là mẫu ngũ phúc mọi người nhá, mẫu ngũ phúc. Đấy. Đấy, đường nét chi tiết thì các bác xem được đây, mộng mạng này. Đây, mộng mạng này cực kỳ sắc nét luôn này. Camera có thể quay gần hơn để cho mọi người xem được. Đấy, những cái phần mộng mạng này, ok. Đây, đấy, rất là nét mọi người nhá. Mộng mạng rất là nét luôn. Đây thì một lần nữa thì đây một điểm mà các bác lưu ý xem này, kể cả cái phần sàn dưới này của bộ xương khỉ này là ván là cũng làm liền một tấm mọi người nhé. Đây, ván cũng liền một tấm và ván gỗ rất đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn. Đây, những cái vân gỗ sọc nâu. Rồi thì camera có thể quay lại tổng thể. Thì hiện tại bộ trường kỷ gỗ lim hàng đại này bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám đang bán công khai với mức giá là 22 triệu đồng. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp bên xưởng đấy, theo thông tin ở trên biển đây nhé, theo thông tin ở trên biển đây. Cơ sở em có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Thế ngoài ra thì bên xưởng còn rất nhiều các mẫu bàn ghế cũng như là nội thất, phòng thờ, phòng khách khác. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc là truy cập vào website đồ gỗ Tùng Tám để có thể liên hệ đặt hàng. Ok, thì các bác là lần đầu tiên xem kênh thì có hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh cũng như là theo dõi các video mới khác nhé. Ok mọi người.